Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong bộ trang phục màu trắng là những người bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Hồng Duy khá nguy hiểm. Cú đánh đầu ngược của Washington Brandao. Đó có lẽ là một tình huống đánh đầu chiến thuật để cho các đồng đội băng vào thực hiện cú sút bồi. Đáng tiếc là pha phối hợp đá phạt góc vừa rồi của đội chủ nhà chưa thể giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có thể có được bàn mở tỷ số. Chúng ta xem lại tình huống đánh đầu ngược của Washington Brandao. Trung vệ Memovic Damir tỏ ra rất tiếc bởi anh băng vào hơi sớm. Nếu như đó là một tình huống chọn vị trí ở bên ngoài cánh để băng vào thì sẽ có cơ hội để đánh đầu và ghi bàn dành cho trung vệ người Serbia. Cơ hội phá phạt đích rất nguy hiểm. Một tình huống phá bẫy việt vị của Phan Văn Đức. Anh thoát xuống rất nhanh. Thực sự là một tình huống làm thót tim những fan hâm mộ của Hoàng Anh Gia Lai. Sau tình huống thoát xuống và không chơi bóng không thành công thì bóng cũng đã đi sát sạt cột rào khung thành của đội chủ nhà. Chúng ta hãy cùng xem lại. Pha di chuyển phá bẫy việt vị quá khôn ngoan của đội trưởng Phan Văn Đức. Dù có những ngoại bình như Philippe hay Peter Samuel nhưng chính Phan Văn Đức mới là cầu thủ rất nguy hiểm. Vào cơ hội thuộc về cú dứt điểm của Washington Brandao, nhưng có lẽ là trước đó thì trọng tài cũng đã thổi phạt đối với Công Phượng. Không, chúng ta đang được xem lại pha bóng. Trọng tài cho rằng đã có lỗi của Văn Toàn chứ không phải là Công Phượng. Đây sẽ là cơ hội cho những cầu thủ có chiều cao tốt bên phía Sông Lam Nghệ An. Đình Tiến rất nguy hiểm. Cái này một pha bóng lướt sượt và bàn thắng mở tỷ số đã tới với cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và chấp thời cơ từ một tình huống lộn xộn của tiền đạo Felipe Martins. 1-0, 1-0 dành cho cầu thủ khách Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 17. Niềm vui đã tới với nhóm ít các cổ động viên của đội khách. Felipe Martins đã chấp được thời cơ từ tình huống phối hợp đá phạt góc, một pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Những phút còn lại của hiệp 1 và của trận đấu này sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của Felipe Martins. Chúng ta hãy cùng một lần nữa xem lại tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của đội khách Sông Lam Nghệ An. Một cơ hội dứt điểm ngay trước vạch 5m50. Công Phượng rất đẹp mắt, nhưng đó là tình huống cứu thua của thủ môn Văn Hoàng. Bóng qua trong chân của đội chủ nhà. Chỉ một chút nữa thôi thì Hoàng Gia Lai đã có được bàn quân bình tỷ số sau một tình huống ra chân cực kỳ ấm hóc của Nguyễn Công Phượng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dứt điểm nguy hiểm của Công Phượng. Một tình huống không chơi bóng ngực, một pha ra chân rất nhanh. Pha thoát xuống của Văn Toan đã có tình huống đẩy sau, một tình huống đẩy sau không cần thiết của Thái Bá Sang. Thái Bá Sang trước đó đã phải nhận một thẻ vàng khi phạm lỗi đối với Hữu Tuấn. Đã có tác động, một động tác đẩy người từ phía sau trong một pha bóng mà nếu như Thái Bá Sang không thực hiện động tác đẩy người thì cũng sẽ không có cơ hội dành cho Văn Toàn khi mà được truyền xuống quá sâu. Nhưng trung vệ màu số 86 của đội khách đã có một tình huống phạm lỗi rất non. Chúng ta hãy cùng xem lại. Như vậy là chiếc thẻ vàng thứ hai đã được rút ra dành cho Thái Bá Sang. Phải nói rằng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có một đấu pháp rất hợp lý, phòng ngự phản công, và họ đã thành công với việc có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 17 do công của Felipe Martins. Nhưng giờ đây đội khách sẽ rơi vào thế bất lợi khi mà trung vệ Thái Bá Sang phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp và phải rời sân khi mà thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Làm rất tốt nhiệm vụ của mình,
để vô hiệu hóa các tình huống phối hợp tấn công và dứt điểm của Vũ Văn Thanh. Đánh đầu. Tiếng còi đã được cất lên trước khi bóng được đưa vào trong khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Có lẽ đã có va chạm xảy ra giữa Washington Brandao và thủ môn của đội khách Sông Lam Nghệ An. Không có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi còi rất nhanh sau khi thủ môn của đội khách Sông Lam Nghệ An bị phạm lỗi. Hoàng Gia Lai có được thế trận tốt hơn nhưng vẫn gặp khó khăn. Bây giờ thì đội chủ nhà đang có lợi thế hơn người và sức ép mà cầu thủ áo trắng tạo ra đang là rất lớn về phía khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Một tình huống trời tập trung nữa của thủ môn Văn Hoàng. Trong đó Hồng Duy, Văn Thành hoàn toàn có thể cơ động lùi về như những hậu vệ cánh. Bất cao vào cú đánh đầu của Maimovic Davia. Quá đáng tiếc cho cầu thủ Hoàng Gia Lai. Với chiều cao vượt trội của mình, Maimovic Davia đã thoải mái thực hiện cú đánh đầu từ quả phạt góc của Công Phượng, nhưng bóng đi vọt sang ngang. Rất tiếc cho cầu thủ Hoàng Gia Lai. Rất nguy hiểm. Chút nữa thì đó là tình huống đốt lưới nhà của Hữu Tuấn. Không kiểm soát nhiều bóng, không có nhiều những tình huống phối hợp tấn công, nhưng mỗi pha lên bóng của cầu thủ áo vàng thực sự đang khiến cho những cổ động viên của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai phải thót tim. Vừa rồi thì một chút nữa thôi, tình huống phá bóng của Hữu Tuấn khiến cho đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ hai, khi mà thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã hoàn toàn bị động và bị giật mình. Bóng đi sát sàn ngang khung thành của đội chủ nhà. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được trở về sân nhà sân Vinh. Tiếp đón Thái Quảng Ninh. Brandao cơi. Tỷ số là 1-0. Sau rất nhiều những nỗ lực thì cuối cùng các cầu thủ chủ nhà đã cụ thể hóa được ưu thế hơn người của mình để có được bàn thắng gỡ hòa. Đó là một kết quả hợp lý với những gì mà cầu thủ áo trắng đã có được. Một pha dọn cỗ của Washington Brandao và một cú sút chìm hiểm hóc của Minh Vương đã giúp cho đội chủ nhà quân bình được tỷ số trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Hoàng Gia Lai. Pha di chuyển rất khôn ngoan của Trần Minh Vương, tấn công của đội chủ nhà trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng xem lại pha thoát xuống và kiến tạo của Washington Brandao. Dấu ấn đầu tiên của tiền đạo người Brazil này trong áo của đội bóng mới. Brandao và Công Phượng với Văn Toàn chưa có được tiếng nói chung. Trọng tài xác định là bóng đã ở ngoài sân. Pha xử lý ở khoảng không hẹp bất ngờ của Washington Brandao. Với những sự bổ sung chất lượng ở cả trên băng ghế huấn luyện cũng như ở những cầu thủ trên sân. Công Phượng. Brandao. Đại Dương. Văn Toàn. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1. Trong nỗ lực dứt điểm thứ hai của mình kể từ đầu trận thì Văn Toàn đã lập công. Một cuộc lượn dòng đang hiện ra trước mắt với cầu thủ Hoàng Gia Lai. Bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia mùa này của Văn Toàn. Nhưng công rất lớn trong pha bóng vừa rồi phải thuộc về tình huống cài đè của Nguyễn Trung Đại Dương. Huấn luyện viên Kenesak Senamuang đã rất có lý khi đã quyết định hy sinh một cầu thủ ở hàng phòng ngự, đó là Maimovic Damir, để tung vào sân một cầu thủ nhập tịch có thể hình, có khả năng tì đè tốt để chia lửa trên hàng tấn công với Brandao, với Công Phượng và với Văn Toàn. Một cho các cầu thủ có nhiều cơ hội để lội ngược dòng thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Toàn. Rất nhanh, những pha di chuyển tốc độ
là thứ vũ khí quen thuộc chúng ta thấy ở chân sút bóng số 9 này.